thì da này đừng cần điều trị là sáng màu, là mờ những cái vết thâm, mờ những vết thâm. Muốn làm bên đây hả? Làm bên đây cho bạn quay. Cô chứ để vô thâm đó cô. Dạ, cô làm thì mình làm đến nối số vòng để cho các bạn ước lượng á, là các bạn nhắm khoảng cỡ đó. Nhưng mà khi mà mình đã làm quen tay, mình nhắm nó là mình xoay làm sao mà cho cái vùng da của bạn này nè, là nó, cái lỗ chân lông nó nhỏ lại, với lại vùng da nó hồng đều ra, mình sẽ không còn thấy những cái đốm thâm nữa, thâm mụn hoặc những cái đốm sạm ở ngoài da nữa là ok. Đau không em? Ok ha. Rồi nè các bạn đi mà mình thấy hồng lên nè. Thấy người ta quay trên clip á, người ta đi mà máu thơm thơm lên cô. À, cái trường hợp có thể là người ta làm nó hơi sâu để điều trị, ví dụ như là điều trị sẹo rỗ, hoặc là các bạn điều trị mà thâm mụn nó sâu nặng hơn. Còn bạn này chỉ những cái vết thâm bên ngoài da thôi, thì cái mức độ như thế này là mình vừa nè ha. Các bạn đi thấy cái vùng da này nó hồng lên, là nó mịn đều cỡ này là vừa. Và mình lưu ý là mình đi vùng nào là xong vùng đó, không có lặp lại nữa ha. Rồi cô sẽ qua vùng diện tích ở bên đây tiếp theo nè. Thảo muốn cô Phi mặt bên trái hả Thảo? Dạ. Rồi cô Phi mặt bên trái, tại bên trái bạn không có thuận tay thì cô làm bên đây cho bạn nha. Chút để bên phải Thảo làm nha Thảo. Em tưởng cái đó dùng. Dạ không bạn, cái đó là chỉ là cái kim để rút tế bào gốc của mình thôi nha. Một cái hũ đó là mình làm bao lần cô? Dạ, một cái hũ này là 5ml, là 5ml đó. Thì một lần mình làm như vậy từ 2 cho đến 3ml. Còn xong rồi còn lại về nhà là khách sẽ dưỡng trên da của mình. Đối với trường hợp mà mình phi để điều trị sâu như vậy thì mình sẽ cần phải dưỡng tế bào gốc để cho da nó mướt nó đẹp lại. Nè. Tối là dưỡng liền không? Dạ đúng rồi, dưỡng là cái khâu rất là quan trọng. Sau khi Phi Kim hôm qua các bạn đã được học lý thuyết của Phi Kim rồi đó. Ngày 2 đến ngày 4 là cái này. Các bạn thả lỏng cổ tay của mình ra nè. Thả lỏng cổ tay của mình mà xoay nè, xoay đều trên da nè. Nhớ là không được đè mạnh nha. Đè mạnh thì sẽ bị tổn thương và bị bầm da. Ví dụ mình làm ở trên cái gần mà cái phần mà hơi bị xương á, mình hơi kéo cái da nhẹ lên. Dạ bình thường, không hề đau gì hết. Tuy là khách hàng này không ủ tê nha, cô không kỹ thuật cô không ủ tê nha. Phi sống luôn, không tê mà cũng không đau luôn cả nhà thấy không? Cách tuần chưa Thùy không? Bữa trước cũng cách cỡ tuần rồi đó. Tuần mấy 2 tuần rồi đó. Bây giờ làm lần này nữa là ra nó mướt thêm nữa. Dạ yeah, đúng rồi. Nó có cái hồng hồng nó là cái ấy không cô? Dạ hồng hồng này là mình sẽ làm cái giống như là cái tế bào gốc nó kết hợp với một ít cái giống như tổn thương bề mặt da nó hơi bị thâm thấu ra hay chút xíu vậy đó. Rồi cô qua vùng tiếp theo. Ở trên bàn cô đã sạc pin sẵn cho các bạn rồi, còn 2 cây nữa trên bàn á. Tế bào gốc thì là cái thành phần mà giống như cái gọi là những cái phần này nó một có cái cấu tạo giống như là tế bào của cơ thể mình. Thì đặc biệt người ta có những cái ví dụ như những cái thành phần đó chẳng hạn như là collagen, elastin,
hoặc là placenta hoặc là cerami đó. Đó, những cái thành phần nó có tạo gần tế bào của mình để cung cấp vào trong da của mình để tái tạo nuôi dưỡng tế bào da. Ví dụ da của khách mình ở đây có thể người ta cái công việc người ta trước đây là người ta bị tiếp xúc với nắng là bị thâm sạm da nhiều, hoặc là da khách bị thâm mụn để lại, thì mình sẽ kết hợp với những tế bào gốc này để loại bỏ cái lớp da ở bên ngoài. Cái phương pháp phi kim nó loại bỏ cái lớp da cũ ở bên ngoài và để thay cái lớp da mới cho khách hàng của mình. Đồng thời kết hợp với mỹ phẩm dưỡng là tế bào gốc của mình, thì tế bào gốc nó sẽ giúp nuôi dưỡng da để cho giúp da của mình nó căng, nó mọng, nó sáng lại, giống như là được làn da của mình được tái sinh lại đó mọi người. Cái khu vực nào mà mình cảm thấy da nó mỏng hơn mình thì ít hơn được không? Dạ được chứ, nó tùy theo cái người điều trị. Ví dụ con thấy cái vùng da của khách của này nè, mình không cần phải tác động quá sâu, nhưng mà vùng da này nó hơi sậm màu hơn một chút xíu, nó thâm nhiều hơn thì cô sẽ tác động nó kỹ hơn một chút xíu. Còn những phần lại á, còn lại thì mình giống như mình đi lướt qua để cấy tế bào gốc cho đẹp căng da vậy thôi. Có đau gì không em? Cái thời gian mà mình để phục hồi sau khi mà phi kim là khoảng bao lâu? Thời gian của cũng tùy theo tình trạng mà các trẻ bạn chọn đầu kim, thì các bạn sẽ với lại tình trạng mà các bạn điều trị, thì chẳng hạn như là thời gian của những người mà mình phi nông, thì chẳng hạn có nhiều cái kiểu phi, chẳng hạn các bạn chỉ cấy nano hoặc là cấy tế bào gốc, thì cái thời gian của mình là mình không cần phải thời gian nghỉ dưỡng và phục hồi, tại vì mình chỉ là cấy sản phẩm vô cho nó đẹp da thôi. Nó dạng như là bước cung cấp sản phẩm sau trong da mình. Còn những cái phần mà mình phi kim điều trị giống như bạn này, mình sẽ tác động như vậy, thì thời gian của mình phục hồi là khoảng từ 3 cho đến 7 ngày. Con. Dạ. Cái cây lấy tế bào gốc hả? Các bạn mở cái hũ ra, cái hũ trong cái hộp kim